ngày 24 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt khi hỗ trợ vận chuyển trái tim được hiến tặng từ bệnh viện đa khoa Sanh Pôn tới sân bay Nội Bài để kịp thời ghép cho một bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ bệnh viện, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã bố trí lực lượng cùng phương tiện để dẫn đường cho các chuyên gia y tế. Quá trình vận chuyển diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi với mưa lớn và ngập úng tại một số tuyến đường. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông đã linh hoạt thay đổi lộ trình và phối hợp với các đơn vị trên tuyến đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến đi. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, tổ công tác đã đưa trái tim đến sân bay nội bài, hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian dự kiến. Đại úy Trần Khánh Tùng, người trực tiếp tham gia dẫn đoàn, chia sẻ đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt nhất mà anh từng thực hiện. Sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát giao thông và các chuyên gia y tế đã giúp trái tim được vận chuyển kịp thời, mang đến hy vọng sống cho một bệnh nhân đang chờ ghép tạng tại thành phố Hồ Chí Minh đây là một minh chứng rõ ràng về tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ và phục vụ cộng đồng